Xin giới thiệu với các bạn một cái bộ đầu bơm này em mới lắp đặt thành công. Động cơ là 60V, động cơ 12V 600W. Cái này các bác có thể chạy được cả 24V nếu như các bạn muốn khỏe hơn. Đấy. Các cái đầu ren này là ren 48 này. Các bác lắp giỏ bơm loại to một chút thì lưu lượng nước nó lên sẽ rất là mạnh. Đấy. Cái này em sẽ làm video test vào hôm sau. Thì loại này là loại 600W, khỏe hơn rất là nhiều so với cái loại 400-500W. Vòng tua của động cơ nó rơi vào tầm khoảng 1.800 đến 2.000 vòng trên phút. Con này thì điều khiển zin nhé, không phải điều khiển mốt các bạn ạ. Đấy, điều khiển zin của nhà sản xuất luôn. Thường thường ấy thì những cái con điều khiển khác ấy thì thường là 21 từ 48-60 xuống 12V. Thì cái độ ổn định nó không cao bởi vì đấy là hàng tự chế đâu. Còn đối với cái bộ này ấy, là điều khiển nguyên bản 12V và 24V các bạn nhé. Không có độ chế gì hết, hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. Đấy, còn tất cả những cái hàng mà mốt từ 48 xuống 60V xuống ấy thì là hàng có thể là mới hoặc hàng đã qua sử dụng và được tái chế và sửa chữa lại với mục đích hạ xuống 12V, thì cái độ ổn định nó thấp hơn, không thể nguyên zin như cái hàng này được. Các bạn muốn biết là cái mạch nó có độ chế rồi hay không, chỉ cần tháo cái mạch này ra và nhìn ở bên trong, người ta hàn rất là nhoe nhoét, có thể hàn đẹp nhưng đại loại là sẽ có rất là nhiều mối hàn do thủ công mình hàn lấy. Đấy, để đánh giá được cái mạch là zin hay là mạch độ này thì các bạn mở ra là biết ngay thôi. Đấy, thì con này là nguyên zin 12V 600W nhé. Đồng bộ động cơ lại bên mình còn chưa sơn này, chưa sơn nguyên nhé, còn nguyên nước sơn của nó luôn. Hàng này thì thuộc dòng hàng không chổi than, cho nên là nó thứ nhất là nó gần như không bao giờ phải bảo trì, bởi vì là nó không có chổi than cho nên nó không phải bảo trì bảo dưỡng gì cả. Các bạn chỉ chịu khó tra nhớt vào cái vòng bi này để nó đỡ bị han rỉ thôi là được. Thì tất nhiên là nước bắn mà thôi, chứ còn bản thân cái đầu bơm này nó cũng có phớt chặn rồi, không có nước. Đấy. Lưu lượng con này nó rơi vào khoảng 6 đến 8 khối trên 1 giờ. Rất là mạnh. Đấy. Điều chỉnh có điều chỉnh lưu lượng nước luôn này. Cái điều chỉnh này thì thực tế là cũng không áp dụng nhiều lắm, bởi vì khi mình chạy là mình chạy hết công suất luôn. Tuy nhiên là đối với các bạn chạy năng lượng mặt trời ấy, thì sẽ tùy theo cái viên pin mặt trời nó khỏe đến đâu thì mình sẽ điều chỉnh tới đó để nó ăn ít điện đi. Đấy. Đây bên em bắt cả cực kiếc rất là chuẩn luôn này. Đấy, nguyên cực của nó này, còn nguyên cực luôn, mới, chống chập cháy. Đấy, khách hàng nào thích thì về hàn luôn vào thì hàn nhé. Ai mua lẻ phụ kiện thì bên em sẽ bán phụ kiện, còn ai muốn lắp đặt hoàn chỉnh thì bên em sẽ lắp đặt hoàn chỉnh. Phụ kiện thì sẽ gồm một điều khiển như thế này, một động cơ như này và một đầu bơm như này. Đầu bơm này thì các bạn phải kết nối lại nhá, chứ cái trục này nó to lắm, nó không vừa với động cơ đâu. Cái này mình phải khoan phay các kiểu để cho nó đồng tâm, máy nó không bị rung. Nhà mình thì máy phay máy khoan rất là đầy đủ, làm toàn trên máy móc mà không làm thủ công cho nên độ chuẩn rất là cao. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để xem những cái video tiếp theo em sẽ test nước. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình.